Xin chào các bạn, hôm nay Tin Học Đông Phương sẽ giới thiệu cho các bạn một phần mềm dùng để quản lý bán hàng, giúp cho chúng ta xuất hóa đơn, quản lý nhập xuất tồn và theo dõi công nợ của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác. Và đặc biệt là phần mềm này rất dễ sử dụng, đặc biệt là đối với những cô chú lớn tuổi chưa biết gì về máy tính thì cũng có thể sử dụng phần mềm này. Qua 15 phút tìm hiểu là chúng ta đã sử dụng được rồi. Thì đây là giao diện chính của phần mềm. Chúng ta sẽ có 6 nút. Đầu tiên là danh mục. Trong danh mục này để chúng ta quản lý được danh mục hàng hóa, danh mục khách hàng, danh mục nhà cung cấp và danh mục nhân viên. Chúng ta vào danh mục hàng hóa. Thì ở đây danh mục hàng hóa chúng ta sẽ có mã hàng và tên hàng. Tuy nhiên thì mã hàng là không bắt buộc. Phần mềm chúng ta quản lý theo tên hàng cho nó dễ. Và tên hàng các bạn nhập không được trùng ha. Còn mã hàng thì không cần thiết, có thể nhập hoặc là không. Rồi tới đơn vị tính. Và ở đây phần đơn giá thì trong phiên bản mới 5.2 này thì mình sẽ nâng cấp lên có 4 loại giá cho chúng ta luôn. Chúng ta quản lý được một sản phẩm 4 loại giá. Ở đây có đơn giá lẻ này, đơn giá bán lẻ, đơn giá bán sỉ, đơn giá dành cho nhà phân phối và giá khách hàng thân thiết. Thì mặc định thì chúng ta chỉ cần đơn giá lẻ là được rồi. Nếu các bạn có nhu cầu sử dụng 3 loại giá này thì chúng ta sử dụng, còn không thì mặc định đó là đơn giá lẻ ha. Rồi tiếp tục đơn giá vốn. Đơn giá vốn thì chúng ta đây là giá nhập vào. Đây là cột tồn đầu kỳ. Nếu mà sản phẩm này có tồn đầu kỳ thì chúng ta nhập vào đây. Còn thêm một cái cột tồn kho để chúng ta xem ngay được là hiện tại sản phẩm chúng ta tồn kho là bao nhiêu luôn ha. Thì phần mềm mà chúng ta quản lý được tối đa là 10.000 mặt hàng nha. Rồi thì chúng ta có thể nhập ở đây. Chúng ta bấm cái nút xuống này, chúng ta nhập mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá lẻ. Còn ví dụ mà mình không có thời gian nhập, ví dụ như sản phẩm nhiều quá, cả ngàn mặt hàng thì chúng ta không nhập một lần được. Thì cái lúc mà xuất bán thì nó sẽ cho chúng ta nhập thêm sản phẩm từ cái cửa sổ xuất bán. Thì xíu nữa mình sẽ hướng dẫn. Đây là chúng ta quay lại. Danh mục tiếp theo là danh mục khách hàng. Khách hàng thì sẽ có là tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ và ghi chú. Và cũng sẽ có một cột công nợ hiện tại để giúp cho chúng ta xem được là hiện tại cái người đó đang nợ chúng ta bao nhiêu ha. Và chúng ta cũng có thể là nhập tên khách hàng ở đây. Nếu mà chúng ta không nhập ở đây thì xíu nữa mình sẽ xuất hóa đơn và mình vừa xuất và vừa thêm luôn nha. Rất là tiện lợi. Rồi tương tự với nhà cung cấp cũng thế. Và nhân viên. Nhân viên thì nếu mà chúng ta quản lý trong cửa hàng chúng ta có nhiều ca, nhiều nhân viên thì chúng ta phân quyền ở đây. Còn không thì thôi. Tiếp theo đó là phần quan trọng nhất là phần bán hàng và phần nhập hàng. Thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào phần chính luôn. Đó là phần bán hàng. Ở đây trong phiên bản 5.2 nó sẽ có thêm một cái chức năng nữa, đó là in báo giá cho khách hàng. Nhiều khi họ hỏi nhưng mà họ chưa mua, mình chỉ in báo giá cho họ thôi. Thì chúng ta sẽ thêm cái chức năng báo giá này. Thì để mà xuất được một cái hóa đơn á, thì đầu tiên chúng ta sẽ kích vào một khách hàng này để chúng ta chọn là tên khách hàng. Ở đây thì đây là những cái khách hàng mà chúng ta hiển thị những khách hàng mà chúng ta đã thêm trước đó. Còn ví dụ như bây giờ chúng ta thêm một khách hàng mới mà chưa có trong này thì chúng ta chỉ cần gõ tên ở đây thôi. Ví dụ như đã có rồi thì chúng ta tìm kiếm theo từ khóa liên quan. Ví dụ như anh Long thì bấm chữ Long thì nó sẽ lọc những cái từ nào có chữ Long ra ha. Và nếu mà chưa có, ví dụ như anh Mến đi, anh Mến ví dụ như quận 10 đi, mình ghi rõ ràng ra để sau này có nhiều tên Mến thì nó không bị trùng. Điện thoại với ghi chú này là không bắt buộc. Điện thoại với địa chỉ thì không bắt buộc, mình có thể nhập hay không. Ở đây mình nhập, giả sử mình ví dụ đi ha, rồi bấm thêm mới. Như vậy là xong ha, chúng ta đã chọn xong phần tên khách hàng. Còn nếu mà những cái khách hàng nào vãng lai chúng ta không cần theo dõi công nợ thì chúng ta kích vào khách lẻ là được nha. Khách lẻ thì chúng ta không theo dõi công nợ. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ bấm vào nút tạo phiếu để chúng ta đưa sản phẩm ra. Ở phần trên thì cho chúng ta chọn được là 4 loại giá này, thì mặc định nó sẽ là giá lẻ. Còn nếu các bạn muốn chọn giá sỉ hoặc là những giá khác thì mình kích vô đây mình chọn. Đó. Và ở đây là những cái sản phẩm này chúng ta thêm trước đó thì nên sẽ vào đây. Bây giờ mình tìm kiếm một cái từ khóa nào đó liên quan tới cái sản phẩm của chúng ta. Ví dụ như mình tìm kiếm một cái sản phẩm như là kiwi đi. Đây là cửa hàng bán trái cây. Mình sẽ kích đúp vào cái tên mà mình muốn này, nó hiện ra, kích đúp vào và sẽ nó hiển thị số 1 ở đây. Chúng ta gõ điều chỉnh lại số lượng ở đây, ví dụ như mình chọn là 2 và đơn giá này là đơn giá 95.000. Nếu mà muốn thì chúng ta sửa là ở đây cũng được, ví dụ như bây giờ mình bán là 100.000, giả sử như thế, và chúng ta bấm thêm. Rồi khi mà chúng ta bấm thêm thì các bạn thấy là sản phẩm nó được đưa ra bảng tính này ha. Rồi ví dụ như mình thêm một sản phẩm, giả sử bây giờ mình sẽ thêm một sản phẩm mà chưa có trong này, thì ví dụ như bây giờ mình ghi là nho Mỹ đi. Đó, mình thêm một sản phẩm mà chưa có trong này, thì khi chúng ta gõ vào thì ở trên đây kết quả nó trống này, có nghĩa là chưa có. Rồi chúng ta nhập số lượng là 10 đi, 10 kg, đơn giá là 150.000 một ký, ví dụ như thế. Rồi chúng ta bấm thêm. Thì khi mình thêm một cái sản phẩm nào mà chưa có trong cái phần mềm thì nó hỏi mình tên hàng này chưa có trong danh mục, bạn có muốn thêm vào không? Nếu muốn ok thì chúng ta bấm ok và chúng ta nhập đơn vị tính cho nó, ví dụ như đơn vị tính là ký đi ha. Ok thì sản phẩm này nó ra, và cái đồng thời cái tên nho Mỹ này nó cũng sẽ thêm vào cái danh sách khách hàng của chúng, nó sẽ thêm vào danh sách mã hàng cho chúng ta ha. Đó, thì bây giờ mình bấm tạo phiếu thì ở đây nó sẽ có hiện nho Mỹ cho mình này, được chưa? Rồi, ví dụ như khách hàng này họ mua hai cái sản phẩm này, được chưa? Sau đó chúng ta xuất phiếu, hoặc là chúng ta mới in báo giá cho khách thôi thì chúng ta sẽ bấm in báo giá ha. Bây giờ in báo giá này. Rồi xác nhận, lưu về in báo giá, bấm ok. Rồi mình sẽ lưu báo giá cho các bạn xem ha. Thì đây là một cái phiếu in báo giá này. Ở đây in báo giá chỉ có là đơn vị tính, số lượng, đơn giá thành tiền thôi, nó chưa có công nợ đâu ha. Rồi khi mà người ta ok rồi, mình yêu cầu xuất hóa đơn thì chúng ta vào bấm xem báo giá, và chúng ta ở đây là những báo giá đã lưu này, chúng ta chỉ cần chọn cái dòng mà liên quan tới cái báo giá đó và chúng ta bấm xuất hóa đơn thôi, bấm ok. Đó, thì sau đó trong những cái sản phẩm mà chúng ta lưu đó, nó sẽ quay trở lại cái màn hình đây và chúng ta bấm thanh toán. Trong màn hình thanh toán này thì nó sẽ có là tổng cộng, đây là cái tổng cộng của cái tiền hàng này, nợ cũ. Hiện tại thì do khách hàng này mình thêm mới trên chưa có nợ cũ, ví dụ như mà cái khách hàng này có nợ cũ rồi thì mình chỉ cần nhập vào đây thôi, và mình nhập một lần thì lần sau cái phần mềm nó sẽ nhớ cho mình không cần phải nhập nữa. Ví dụ ở đây mình sẽ, ví dụ giả sử mà cái anh Mến này hiện tại anh đang nợ cũ mình 10 triệu đi, thì chúng ta sẽ nhập 10 triệu ở đây và nó ra tổng thanh toán là lấy hai này cộng lại này, ra tổng thanh toán là 11.700.000. Bây giờ khách trả hay không? Nếu trả đủ thì chúng ta bấm trả đủ, còn không thì chúng ta để trống như này. Và hoặc là người ta có thể trả một ít, ví dụ như họ trả 5 triệu đi. Đó, họ trả 5 triệu. Rồi. Và chúng ta xuất hóa đơn là chúng ta bấm lưu và in, hoặc là lưu không in. Và mình in hóa đơn cho các bạn xem. Rồi. Ok. Rồi, đây là một cái hóa đơn mình in ra. Và cái hóa đơn này, những cái tiêu đề này, logo này là mình điều chỉnh theo cái cửa hàng của các bạn nha. Rồi nó sẽ có là gì? Tên hàng, số lượng, đơn vị tính, chiết khấu, tiền chiết khấu, thành tiền. Nó sẽ có là tiền hàng nè, nợ cũ này, rất rõ ràng ha, nợ cũ là 10 triệu lúc nãy chúng ta nhập đó ha. Rồi tổng cộng là 11.700.000. Thanh toán là thanh toán trước 5 triệu, còn lại là 6.700.000. Đó. Thì đây là cái mẫu hóa đơn mà mình sẽ in ra, mình thiết kế theo yêu cầu của khách nha. Rồi thì sau khi mà chúng ta xuất hóa đơn thì nó sẽ đi đâu? Nó sẽ là vào là cái hóa đơn gần đây, chúng ta bấm F4 hoặc là chúng ta bấm vào cái nút này, thì những cái hóa đơn mà mình đã xuất thì nó nằm ở đây và nó cho chúng ta biết được là số hóa đơn bao nhiêu, ngày, tháng, khách hàng, số lượng mặt hàng, số lượng hàng hóa, tiền hàng, nợ cũ, tổng cộng đã trả, còn nợ, điện thoại, địa chỉ ghi chú, đầy đủ những thông tin. Và mình vào đây mình có thể xem và mình kích đúp vào để chúng ta sửa, xóa hoặc in lại hóa đơn nếu muốn nha, rất là dễ. Rồi bây giờ chúng ta giả sử chúng ta xuất thêm một cái hóa đơn nữa, ví dụ như cho chị Lam quận 8 là khách hàng đã có này đi, có thể là nhiều khách hàng quá, mình có thể mình gõ từ khóa liên quan cho nó chạy ra. Rồi chúng ta sẽ xuất tiếp một cái hóa đơn nữa. Rồi chúng ta chọn nho Mỹ thì các bạn thấy là trong cái chỗ đây nó sẽ có nhớ giá gần đây này, thì tại vì hóa đơn trước mình đã bán cho cái chị đây là 170.000, cho nên là trong cái lần xuất hóa đơn sau thì nó sẽ nhớ giá cho từng cái sản phẩm mà mình đã bán cho cái người đó, để chúng ta có thể muốn bán lại giá đó thì chúng ta chỉ cần kích vào đây thôi. Đó, thì nó hiện lên, còn không thì chúng ta giữ giá hiện tại, có nghĩa là cái giá mà là khi mình kích đúp vô thì là giá mặc định, còn cái giá gần đây là mình đã bán trước đó, muốn thì kích vào đây nha. Đó, thì cái phần mềm mình nó có cái chức năng là nhớ giá để chúng ta dễ theo dõi. Ví dụ như các bạn có thể là trong cửa hàng mình bán là mọi người một giá thì chúng ta cũng có thể nhớ được để khi mà chúng ta bán nó không bị nhầm ha. Rồi chúng ta bấm thêm ví dụ một cái nữa. Đó, thì các bạn thấy là lần trước là mình bán cái giá khác này, đó, thì con chỉ cần kích vô đây thôi thì nó sẽ trở lại cái giá này để cho mình chọn nó nhanh ha. Rồi thêm bây giờ mình xuất rồi, ở đây hiện tại là mình trả đủ đi nha, bấm lưu không im. Rồi ok, thì đó là cái thao tác mà chúng ta xuất hóa đơn khi mà chúng ta xuất hóa đơn bán. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào hóa đơn ở đây để chúng ta xem nè, các bạn thấy không, những hóa đơn mình làm thì được lưu ở đây. Bây giờ giả sử cái anh Mến quận 10 này, lúc trước anh nợ mình là 6,7 triệu đúng không, bây giờ anh trả nợ, thì ở đây mình cũng thể thực hiện trả nợ trên cái cửa sổ bán hàng này luôn. Mình kích vào đây mình chọn là anh Mến quận 10 thì nó hiển thị ra cho các bạn thấy được là 6,7 triệu này đó. Bây giờ mình muốn trả nợ thì sao, bấm vô nút trả nợ, có nghĩa bây giờ họ tới họ đem tiền họ trả thôi, họ không mua hàng đó, thì bấm trả nợ. Rồi ở đây mình sẽ chọn cái số tiền mà anh trả nợ, ví dụ như anh trả trước 2 triệu đi đó. Rồi ở ghi chú ví dụ như là chuyển khoản đây, bấm trả nợ. Rồi bắt đầu mình bấm lưu hoặc in, là lưu không in. Nếu mình lưu và in thì nó sẽ in ra một cái phiếu trả nợ cho mình. Rồi đây là một cái phiếu trả nợ này, mình in ra cho khách hoặc là mình lưu để sau này mình đối soát cho nó dễ ha. Rồi thì khi mà chúng ta trả nợ thì nó cũng sẽ vào đây luôn, nợ cũ là tổng cộng đã trả, còn nợ tiền hàng không, có nghĩa là người đó không có mua hàng mà chỉ trả nợ thôi. Rồi bây giờ trường hợp mà cái người đó họ tới họ trả hàng, giả sử như là hồi nãy là cái chị Lam này, mua là nho đen không hạt là 2kg đi, nhưng mà bây giờ họ tới họ trả hàng thì mình cũng có thể nhập ở đây luôn. Bây giờ mình sẽ nhập là chị Lam, và ở đây nho đen không hạt đúng không, mình sẽ tìm kiếm là nho đen không hạt, và chúng ta giá 170 thì chúng ta kích vào 170. Bây giờ thêm thì chúng ta chỉ cần là ghi số âm ở đây thôi, số lượng ghi số âm, thì có nghĩa là nó sẽ cái số lượng này nó sẽ trừ vào kho, nó sẽ trả về kho, và cái thành tiền nó sẽ trừ vào công nợ của cái chị Lam này nha. Rồi chúng ta thanh toán, thì khi mà trả hàng thì mình cũng trả tiền lại, thì bấm trả đủ rồi bấm lưu không in hoặc là lưu vào in ha. Thì đó là cái thao tác mà trả hàng, thì chúng ta trả hàng trên cái cửa sổ bán hàng này luôn, có nghĩa là tất cả những thao tác để chúng ta đều là thực hiện trên cái cửa sổ này, rất là tiện lợi. Như vậy thì vừa rồi mình đã nói cho các bạn là những cái thao tác như là thêm khách hàng, thêm mã hàng và xuất một cái hóa đơn cho khách, rất là đơn giản ha. Sau khi mà chúng ta bán xong cuối tháng, chúng ta muốn xem được tổng cộng, chúng ta muốn xem tổng doanh thu, hoặc là chúng ta tra cứu lại những cái hóa đơn, thì chúng ta sẽ vào phần báo cáo. Phần nhập hàng cũng như thế nha, phần nhập hàng thì nó cũng giống như bán hàng, mà chúng ta phần nhập hàng thì chúng ta mua của nhà cung cấp thì nó cũng sẽ cho chúng ta những thao tác giống như vậy ha. Rồi sau khi bán hàng xong thì chúng ta sẽ có một cái phần báo cáo để chúng ta tính được doanh thu lợi nhuận này. Đầu tiên chúng ta kích vào báo cáo, thì ở đây nó sẽ cái phần bên trái nó sẽ là phần bán hàng và phần bên phải nó sẽ là phần nhập hàng. Đầu tiên là hóa đơn bán hàng, chúng ta kích vào đây. Trong phần hóa đơn bán hàng này chúng ta bấm xem thì nó sẽ hiển thị tất cả những cái hóa đơn mà chúng ta đã bán và theo cái ngày này. Giả sử như ở đây mặc định là nó là trong ngày 23 tháng 2 2021, chúng ta muốn sửa lại thì chúng ta chỉ chọn ở đây. Giả sử như chúng ta chọn là từ tháng 1, từ ngày 1 tháng 1 đến hôm nay đi ha, chúng ta chọn ngày 1 tháng 1 2021 bấm ok. Thì nó hiển thị tất cả những hóa đơn trong cái khoảng thời gian này, và chúng ta có thể lọc theo nhân viên nào bán, hoặc là chúng ta lọc theo một khách hàng. Ví dụ chúng ta muốn xem tất cả những cái hóa đơn của khách hàng nào thì chúng ta kích vào đây và chúng ta sẽ tìm. Ví dụ như mình tìm một cái khách hàng là chị Lam quận 8 này đây, chúng ta kích đúp vào thì nó hiển thị cho chúng ta tất cả những cái đó, kèm theo những cái thông tin như là tổng cộng đã trả, còn nợ luôn. Trên đây nó cho chúng ta là tiền hàng này, đã thu này, còn nợ là không. Giả sử mình tìm một cái hàng khác, ví dụ như anh Mến quận 10, lúc nãy chúng ta mới bán, thì ở đây các bạn thấy là hóa đơn thứ 9 nè. Đó, còn nợ 6,7 triệu, thì 6,7 triệu nó sang hóa đơn số 11 nó sẽ đưa lên thành nợ cũ, và tổng cộng đã trả và còn nợ cuối cùng là còn nợ là 4,7 triệu. Các bạn thấy không? Các bạn có thể in A4 ra để chúng ta xem. Rồi, đây là phần báo cáo tổng hợp hóa đơn bán hàng. Tiếp theo là chúng ta sẽ có phần là báo cáo chi tiết bán hàng. Thì cái chi tiết này nó khác với cái tổng hợp, là nó sẽ cho chúng ta biết được là khách hàng đã mua những cái gì. Và ở đây chúng ta sẽ chọn ngày này, tương tự chúng ta chọn ngày. Ví dụ như chừng từ ngày tháng 1 đi ha, bấm ok. Đó. Thì đây là những cái nó sẽ cho chúng ta chi tiết được là cái người đó mua những hóa đơn nào, và mua những cái gì thì chúng ta thấy trong đây. Tương tự là tiền hàng, nợ cũ, tổng cộng, đã thu và còn nợ. Vậy tương tự chúng ta cũng có thể lọc theo một cái hang nào đó. Ví dụ như mình chọn là chị Lam quận 8. Đó, thì các bạn thấy là nó lọc ra cho chúng ta ha. Rất là dễ. Rồi. Tiếp theo đó là báo cáo xuất kho lợi nhuận. Thì chúng ta có thể xem được là trong khoảng thời gian đó chúng ta xuất kho được những cái gì, số lượng bao nhiêu và trong cái ngày nào. Chúng ta có thể lọc theo ngày, theo tháng, theo năm tùy chúng ta ha. Thì ở đây trong ngày mình ví dụ như trong ngày hôm nay mình mới xuất là bao nhiêu đây, số lượng bao nhiêu đây thành tiền, và đơn giá vốn này nó sẽ đưa ra và nó sẽ tính ra được lợi nhuận cho chúng ta. Nếu mà chúng ta nhập giá vốn thì nó sẽ tính ra được lợi nhuận như này ha. Và chúng ta cũng có thể lọc theo từng khách hàng. Ví dụ như mình chọn là chị Lan quận 8 thì nó sẽ hiển thị những cái sản phẩm mà cái chị đó mua trong cái thời gian này. Thì ở đây là báo cáo xuất kho lợi nhuận cho chúng ta biết chính xác lợi nhuận của chúng ta theo từng khách hàng hoặc là theo tất cả. Ví dụ như tất cả khách hàng thì chúng ta bấm tất cả đây thôi nha. Rồi, đơn giản. Tiếp theo nữa là sổ nợ khách hàng. Sổ nợ này cho chúng ta xem nhanh được là ai đang nợ bao nhiêu tiền, và chúng ta có thể in A4 này ra và để chúng ta đòi nợ ha. Rồi, tiếp theo một cái quan trọng nữa là cái xem được cái tồn kho của chúng ta. Tồn kho thì nó sẽ lấy cái phần mà chúng ta nhập trừ đi phần xuất. Thì đây là cái tồn kho hiện tại này. Thì hiện tại là hồi nãy giờ mình chỉ có xuất không mà mình không có nhập, cho nên là cái tồn kho nó bị âm ha, bị âm. Thì thường một số cái phần mềm á thì nó bắt chúng ta nhập trước rồi mới cho xuất sau. Còn phần mềm của mình thì lúc đầu về các bạn cứ xuất thoải mái, sau đó các bạn nhập kho lại thì nó tự động nó trả về. Hoặc là chúng ta có một cái chức năng nữa là chúng ta có thể điều chỉnh trực tiếp tồn kho thực tế trong này luôn. Giả sử như các bạn xuất đã đời xong rồi, khi mà ra kiểm kê kho mà số lượng nó khác đi thì các bạn chỉ cần chỉnh sửa ở đây. Giả sử như ví dụ như cái táo này, khi chúng ta thấy là -1 nhưng mà khi mà chúng ta kiểm kê kho chúng ta thấy còn 10 thì chúng ta chỉ cần đúp vào đây và chúng ta sẽ bấm vào cái số tồn kho thực tế là ví dụ 10, chúng ta bấm OK, bấm đồng ý. Thì các bạn thấy là nó sẽ đổi lại 10 cho chúng ta, được chưa? Rất là dễ dàng. Ví dụ như ở đây -4, ví dụ mình kiểm tra thấy là còn là 15 kg thì chúng ta bấm 15 vào OK. Và điều chỉnh nhanh ở đây, chúng ta không cần phải làm một cái thao tác là nhập hàng, nó tốn thời gian, được chưa? Chúng ta có thể in A4 ở đây. Rồi, đó là cái phần tồn kho nha, chúng ta xem nhanh được tồn kho. Rồi, cái phần shipper này thì trong cái phiên bản 5.2 này cũng có phần shipper và vận chuyển là từng ship để chúng ta theo dõi cái phần mà tiền ship mà chúng ta gửi cho khách hàng á. Nếu các bạn cần thì các bạn sử dụng, còn không cần thì thôi. Đó. Rồi, phần thu chi, thì cái này là để cái phần riêng mình viết để các bạn muốn theo dõi thu chi cá nhân trong cửa hàng của mình thì mình có thể sử dụng. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn cái phần mềm quản lý bán hàng, quản lý xuất nhập tồn và công nợ của khách hàng. Thì trong thời gian ngắn gọn thì mình chỉ nói những chức năng này thôi. Còn những chi tiết hoặc là các bạn muốn thêm chức năng nào nữa thì hãy liên hệ với số điện thoại bên dưới. Và phần mềm, tất cả những phần mềm của Tin Học Đông Phương thì đều có cái chức năng lưu trữ đám mây và xem báo cáo online qua điện thoại. Chúng ta có thể xem ở từ xa, chúng ta có thể xem báo cáo được online qua điện thoại, xem doanh thu, công nợ và tồn kho và tất cả những thông tin. Các bạn muốn xem thông tin nào thì mình có thể chỉnh được những thông tin đó. Và Tin Học Đông Phương còn phát triển nhiều phần mềm theo yêu cầu. Nếu các bạn có nhu cầu thì liên hệ vào số điện thoại bên dưới nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.